huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, U20 Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với Australia. Ngày 28 tháng 2, buổi họp báo với huấn luyện viên trưởng U20 Việt Nam diễn ra. Được biết trong buổi họp báo trước khi vòng bảng diễn ra, trả lời phỏng vấn, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết U20 Việt Nam đã sẵn sàng cho các trận đấu ở vòng chung kết U20 châu Á 2023. Ông dành sự tôn trọng với các đối thủ cùng bảng và khẳng định toàn đội đã sẵn sàng bước vào trận ra quân gặp Australia với 100% lực lượng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, hiện tại các cầu thủ tốt nhất đã được tập trung cùng đội tuyển U20 Việt Nam. Toàn đội đã hoàn thành đợt chuẩn bị với hai trận giao hữu với Saudi Arabia và Dubai City FC. Đối với thời tiết lạnh giá ở Fergana, thuyền trưởng U20 Việt Nam cho rằng đó lại là một thuận lợi. Đội không có ai bị chấn thương. U20 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận gặp U20 Australia với 100% lực lượng. Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Australia trong khuôn khổ bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ theo giờ Việt Nam trên sân vận động Istiqlal, thành phố Fergana, Uzbekistan.